Hello, xin chào các em, chị cá này, Ôi, phải tức tốc bơ lên làm clip liền bởi vì nhà phát hành vừa cho ra được cái code mới để tặng các đồng bào trên cư dân đảo Kaya. À, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập code vô để coi nhận được cái gì nha. Nóng hỏi liền tay luôn. Đối với các bạn xài Android thì các bạn hãy bấm vô cài đặt nè, có cái phần nhập coupon ngay lập tức luôn. Còn đối với các bạn mà xài điện thoại iPhone, iOS á, thì chị Cát sẽ để cái link nhập mã code ở dưới phần miêu tả nha. Nhớ bấm xuống để coi. Ok, hôm nay mình sẽ nhập cái code vô để coi nó được cái gì nha. Mã code sẽ tên là Kaya nè, sau đó là Island 100 NDL, tức là 100 million download, được download. Ok, quà đã được gửi đến hộp thư của bạn nha. Bum 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 bum. Nào. Ý. Bấm vô hộp thư. Wow. Rồi thì ra đây là cái đồ chơi. Đồ chơi cành hoa anh đào trắng các em à. Dễ thương. Thề luôn, rất là phù hợp luôn. Bởi vì sao? Các em nhìn đi, chị đã mới có một cái con khoai. Con này thì con khoai tên là 711, mới được lên cấp maximum level luôn. Đó, khi mình cầm cái cây hoa nè. À, cái này là mình quơ chơi. Rồi, cái con khoai 711 này nè các em xem. Nó sẽ khác với lại những con mèo khác một xíu. Nó sẽ có cái ngáp nè. Nhìn kỹ nha, đứng dậy. À, nhìn về đây nào. Rồi, ba cái này là ba cái mới nha. Mấy cái bắn nè này là còn mấy cái con bình thường thì nó đã có rồi. Ha, à, này coi cho coi bạn nào nếu mà muốn nâng cấp 711 này lên maximum level thì nó sẽ được như thế này nha. Rồi, sẵn tiện thì mới có thì mình cầm cây hoa đi chơi. Mình đi chơi với các cư dân trên đảo nào. Hello. Dễ thương ha. Nếu mà cái này xài hết thì chị nghĩ là chơi được khoảng 50 lần xài hết thì có phải nạp vô không ta? Chắc là phải cần nạp vô đó. Rồi, các em đã nhập code chưa? Hãy nhanh chóng nhập code đi nha. Xong rồi cầm cái cây hoa đi chơi vòng vòng đảo, thể hiện niềm vui sướng với lại nhà phát hành game nha các em. Cảm ơn các em nha. Nhập code sớm để nhận hoa thêm vui nha. Chào tạm biệt. Bye bye.